Xin chào quý các bạn, tôi là Phạm Hồng Tùng, chuyên viên kỹ thuật sales engineer của công ty PCTEC Việt Nam. Rất vui hôm nay được giới thiệu đến quý bạn các giải pháp kỹ thuật mà công ty PCTEC đang tư vấn cung cấp. Kính thưa quý các bạn, hôm nay tôi đang có mặt tại kho hàng của PCTEC. Bên cạnh tôi đây, như quý bạn thấy thì hôm nay chúng tôi nhập về rất nhiều những lô hàng lớn là những đường hồ nước Sidong Hàn Quốc. Hàng năm thì chúng tôi nhập về rất nhiều những lô hàng lớn như này, rất nhiều những lô hàng container lớn được nhập về để giao cho các dự án. Mỗi một dự án chúng tôi cấp vào hàng ngàn chiếc đồng hồ nước Sidong, thậm chí có những dự án lên đến hàng chục ngàn chiếc. Đồng hồ nước Sidong đang rất thịnh hành ở Việt Nam, được các chủ đầu tư lớn như là Sun Group, Dieximco, TNT hay Alpha Lam sử dụng cho các dự án của mình. Ở lô hàng lần này, chúng tôi nhập về hai loại đồng hồ chính là đồng hồ nước đa tia và lơn tia. Đồng hồ nước Sidong là một thương hiệu đồng hồ nước của Hàn Quốc, được sản xuất tại một nhà máy rộng 50.000 m², được xây dựng tại Trung Quốc. Ở đây, tôi mở sẵn hết một số kiện để quý vị bạn có thể quan sát rõ hơn về các sản phẩm ở trong lô hàng này. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quan sát gần hơn những sản phẩm nhé. Kính thưa quý vị bạn, trên tay tôi đang là chiếc đồng hồ nước đa tia nối gen model LXSG của hãng Sidong Hàn Quốc. Đây là đồng hồ nước đa tia có kết nối gen, được sử dụng phổ biến tại thị trường Việt Nam với độ chính xác cấp B cộng trên cấp B và gần như đạt cấp C. Như model này, quý bạn có thể trông thấy trên mặt đồng hồ có xuất hiện dòng chữ PCTEC, mặt hiển thị rất là dễ nhìn. Đồng hồ nước đa tia mặt hiển thị khô, có vòng đệm hút chân không để bảo vệ đồng hồ khỏi bụi bẩn, chịu được xương giá, giữ số đọc rõ ràng trong thời gian dài. Có các tùy chọn chất liệu đồng hồ nước là bằng đồng hoặc bằng gang. Phía bên kia chúng tôi có nhập về cả đồng hồ lối bích cỡ lớn, quý bạn có thể xem đó. Tiếp đến đây là đồng hồ nước model LXNC có kết cấu thân bằng gang với lớp sơn phủ epoxy. Lớp sơn phủ epoxy với các mặt kết nối bích. Nhà sản xuất Sidong có thể sản xuất lên tới phiên bản IP68 theo yêu cầu. Dòng đồng hồ nước này có chứng nhận MIT, chứng nhận uy tín của châu Âu. Để xuất vào thị trường châu Âu thì cần chứng nhận này. Sidong đã nhập khẩu rất nhiều đồng hồ này vào thị trường của châu Âu, quý bạn có thể trông thấy. Cả hai loại đồng hồ nước đa tia trên thì đều có được trang bị bộ truyền xung có thể đọc được tín hiệu từ xa, kết nối thông minh BMS qua cổng ZS485. Đồng hồ nước LXNC được lắp đặt để hoạt động vị trí ngang với mặt hiển thị và được đặt ở phía trên. Và tiếp theo đây là đồng hồ nước đơn tia với model KLXC có kích thước là DN15, quý bạn có thể thấy. Dòng này thì có hai kích thước chính là DN15 và DN20. Chất liệu thì là loại bằng đồng và loại bằng nhựa. Đây là loại bằng đồng, còn đây là loại bằng nhựa. Đây là dạng bằng nhựa KLXC. Quý vị có quan sát rõ hơn về hai dòng đồng hồ nước đơn tia. Dòng đồng hồ nước này thì chi phí tốt hơn so với đồng hồ nước đa tia. Mặt hiển thị rất là chắc chắn và cụ thể. Khi lựa chọn đồng hồ nước, quý bạn nên tìm hiểu kỹ là dòng đồng hồ nước đơn tia hay đa tia để tránh mua không đúng chủng loại và so sánh giá cũng không chính xác. Trên lắp có Sidong, logo của Sidong và PCTEC.
dòng đồng hồ chính hãng của Siam. Tiếp theo thì đây là dòng đồng hồ Piston, dạng đo thể tích, có model là KLXH series. Dòng đồng hồ này thì có thể lắp đứng, quý bạn có thể trông thấy ra có thể lắp đứng đồng hồ này. Độ vẫn duy trì độ chính xác cao, có thể lắp đa dạng, lắp ngang, lắp đứng, lắp xiên, do vậy mà rất là hiệu quả, hiệu dụng. Nhiều dự án có thể sử dụng dòng đồng hồ này cho các căn hộ chung cư, phổ biến là DN15 và DN20. Dòng đồng hồ này cũng có hai loại, bằng đồng và bằng nhựa. Đây là loại bằng nhựa, có màu đen. Quý bạn có thể trông thấy rõ ra rõ về hai loại đồng hồ dạng piston lắp đứng. Do tính chất của từng dự án thì chúng tôi nhập về theo yêu cầu. Còn về mặt kỹ thuật thì đồng hồ đa tia, đồng hồ đa tia đây thì tốt hơn, ổn định và chính xác hơn, có độ bền hơn. Do vậy mà các dự án vẫn thích dùng dòng đồng hồ đa tia này hơn. Nhiều đơn vị chỉ cấp đồng hồ đi so sánh giá giữa đồng hồ đơn tia đây và đa tia đây. Đi so sánh giá giữa đồng hồ đơn tia và đa tia là không hợp lý. Rõ ràng là đơn tia không, dòng hồ đơn tia không tốt bằng đa tia, nên giá thành sẽ thấp hơn. Do vậy chúng tôi khuyên các bạn nên lựa chọn đồng hồ cần hỏi rõ chủng loại nào, dòng đơn tia hay dòng đa tia. Nếu đơn tia thì chúng tôi sẽ cung cấp dòng đơn tia giá tốt hơn đa tia. Chúng tôi cũng có một video trình bày so sánh về hai loại đồng hồ này sắp tới, để quý vị và bạn có thể hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của hai dòng đồng hồ này. Quý bạn có thể quan sát, đây là dòng đồng hồ đa tia có kết nối BMS, có tín hiệu truyền thông kết nối với hệ thống BMS. Đồng hồ có tích hợp bộ chuyển đổi kết nối Modbus. Đây là dòng đồng hồ cho nước nóng. Đây là dòng đồng hồ cho nước nóng nên có màu đỏ. Đồng hồ cho nước lạnh sẽ có màu xanh. Đây là dòng đồng hồ cho nước lạnh đa tia có kết nối BMS. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý bạn vui lòng truy cập website www.pztech.com.vn hoặc gửi yêu cầu đến địa chỉ email sales@pztech.com.vn, hoặc quý vị các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0962 875 986 để được tư vấn về giải pháp. Quý bạn cũng đừng quên ấn like và share video này, đăng ký kênh YouTube Pztech Việt Nam, đăng ký nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào về các giải pháp kỹ thuật mà công ty Pztech đang tư vấn cung cấp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở những video tiếp theo.